thì ngay bây giờ đây trên sân khấu chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục đến từ câu lạc bộ Thanh Sơn qua ca khúc Điệu Ví Dặm Là Em. Xin được kính chào toàn thể khách quý, kính chào toàn thể các bạn sinh viên. Hòa vào không khí kết nối tình quê hương hôm nay thì câu lạc bộ Dân ca Thanh Sơn chúng tôi là xin gửi tới các bạn các khúc Điệu Ví Dặm Là Em để góp phần vào kết nối tình cảm quê hương giữa các bạn sinh viên với nhau, có cả bạn sinh viên người tính. Thank you.
câu lạc bộ Thanh Xuân. Tiếp theo chương trình sẽ là một tiết mục giao lưu đến từ chú Đại, câu lạc bộ dân ca Ví Dặm. Xin mời chú.